Vừa mới bước vào nhà thờ hôm nay thì dòng chữ rất lớn ở trung tâm nhà thờ đặt vào mắt tôi: Chúa đã sống lại thật. Alleluia. Anh chị em cùng với chúng tôi tuyên xưng Chúa đã sống lại thật. Nhưng mà dựa vào đâu mà mình tuyên xưng? Có ai trong anh chị em nhìn thấy tuyên xưng sống lại? Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà ngay cả các thánh tông đồ cũng nhìn thấy không? Cũng không thấy. Có một câu chuyện kể rằng khi Chúa Giêsu được chôn trong mộ, người ta đóng dấu niêm phong đàng hoàng và có lính canh gác từ đến. Thế thì rằng sáng đêm hôm đó, lính canh thấy đất chuyển động dữ dội, rồi tảng đá chắn cửa mộ lăn sang một bên, và có hai người mặc áo trắng tinh từ ngoài bước vào trong ngôi mộ. Một lát hai người mặc áo trắng nó đi ra, nhưng mà lần này không phải là hai mà là ba, dìu một người ở giữa đi ra cũng mặc áo trắng. Mà người ở giữa thì cao hơn hai bên, hai bên nhiều, và đằng sau người đó còn có tên canh gác. Và lúc đó có tiếng từ trời hỏi: con đã hoàn tất công trình đã giao phó cho con chưa? Thì người thứ ba trả lời: dạ thưa, con đã hoàn thành. Sau đó là cả ba quay về chào. Chị em nghe hấp dẫn không? Mà anh chị em có tìm được cái câu chuyện đó ở trong sách Phúc Âm không? Thì như các sơ tìm được ở trong. Ai mà tìm được thì tôi nghèo lắm, mà tôi thiếu một tiền gì. Không tìm được đâu. Bởi vì câu chuyện đó nó có ở trong sách Phúc Âm, mà chỉ có ở trong cái cuốn sách gọi là Mạo Thư. Hội Thánh Công Giáo không nhìn nhận rằng đó là những câu chuyện được Thánh Thần tương tự. Cho nên ngay cả các thánh tông đồ không có vị nào mà trực tiếp nhìn thấy Chúa Giêsu lúc mà Ngài sống lại. Vậy thì dựa vào đâu để chúng ta tuyên xưng rằng Chúa sống lại? Dựa vào những lần Chúa hiện ra và lời chứng của các tông đồ, là những người trực tiếp nhìn thấy và gặp gỡ Đấng Phục Sinh. Cụ thể nhất là trong câu chuyện Tin Mừng Gioan hôm nay, khi Chúa Kitô phục sinh hiện đến với các tông đồ lần thứ nhất, không có nghe công an mà rất là nhiều câu chuyện nói về thánh Thomas là người chuyên môn là đi sớm để quy luật hay đi vắng lắm, không có thánh Thomas. Rồi các vị tông đồ khác nói với Thomas là thầy sống lại thật thôi, chúng tôi đã làm thầy ông không tin. Bao giờ mà tôi xỏ mất tay của tôi đi và tôi đặt bàn tay tôi vào cạnh sườn đi. Đến lúc Chúa Kitô phục sinh hiện đến và nói với Tôma: hãy đưa ngón tay xỏ vào đây, hãy đặt bàn tay lên vào đây. Thưa anh chị em, thấy Tôma có đặt không? Có không? Không có đâu. Ông thấy Chúa hiện đến ông hết hồn rồi, làm gì mà dám xỏ ngón tay của tôi đi? Và như vậy đó, thì câu chuyện hàm nghĩa rằng đừng đợi đến khi đặt ngón tay vào đổ lên và đặt bàn tay vào cạnh sườn thì được tin, nhưng hãy tin dựa vào lời chứng của các tông đồ. Đó là lời chứng của những con người không chỉ làm chứng bằng miệng mà là bằng cả sự sống và cuối cùng bằng cả cái chết.
và từ thế gian này sang thế gian khác, chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh. Chúa đã sống lại ta. Alleluia. Cái niềm tin đó nó không chỉ là một mệnh đề thuần túy quý nhất ở trong trí khôn chúng ta, mà niềm tin đó là một niềm tin có sức mạnh tác động ở trong cuộc sống của người tin. Cụ thể đối với các tông đồ, Thánh Gioan mô tả rất rõ, các ông họp nhau trong một căn nhà đóng kín cửa vì sao? Vì sao? Cái sự sợ hãi nó làm cho các tông đồ tê liệt mọi hoạt động, tê liệt từ trong tâm hồn. Và Chúa Kitô phục sinh hiện diện thì anh chị em thấy bao giờ lần đầu tiên của Ngài cũng là bình an cho anh em. Cho nên khi các giáo hội làm lễ, cái lời chào đầu tiên của các Ngài luôn luôn là bình an của Chúa và của anh chị em. Cái sự bình an của Đức phục sinh nó xua tan tổn khí sợ hãi, nó giải thoát các tông đồ ra khỏi ngục tù của sợ hãi, và từ đó thì cửa không đóng nữa mà mở ra, và những bước chân thay vì ngồi đi một chỗ trở thành những bước chân lên đường và ra đi loan báo tin mừng của Chúa Kitô phục sinh cho mọi người. Mà có thế thì mới có chúng ta ngày hôm nay chứ. Cho nên đó không phải là một niềm tin thuần túy lý thuyết, một lần đề tri thức, mà là một niềm tin tác động trong tâm hồn và cuộc sống của con người này. Và không phải chỉ có các tông đồ mà thôi, niềm tin đó tác động lên tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu. Bài sách công vụ hôm nay là một bài học tuyệt vời để cho thấy cái niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh nó tác động trong lối sống của người ta đằng sau. Người ta gom góp của cả để lại chung với nhau, san sẻ cho nhau đến nỗi không ai để thiếu không cái gì. Chúng ta đang sống trong một đất nước xã hội chủ nghĩa, một cái lý tưởng chúng ta được công bố đó là đến một ngày nào đó thì mọi người làm việc theo khả năng mà hưởng thụ theo nhu cầu. Nhưng mà xem cái lý tưởng nó xa lắm, thì càng ngày nó càng xa hơn. Người ta gọi những cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên ở Jerusalem là cộng đoàn cộng sản lý tưởng nhất rồi. Mà cái động lực để thúc đẩy hình thành một cộng đoàn như thế, nó không phải là lề luật, là pháp lý ở bên ngoài, mà là niềm tin ở bên trong tâm hồn đặt vào Chúa Kitô phục sinh. Cho nên nó là một niềm tin tác động tâm hồn và cuộc sống. Tôi cũng dám nghĩ đến điều này khi hôm nay đến đây dâng lễ cùng với anh chị em, đặc biệt là cùng với tu đoàn nhà Chúa để kỷ niệm 55 năm thành lập. Các cha, các thầy, anh em ở trong tu đoàn này đâu có quan hệ máu mủ thân tình đâu, nhưng mà tất cả là vì niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh thôi. Người ta càng quy tụ với nhau, sống với nhau như một gia đình vậy, như anh chị em trong một nhà vậy. Không ai cửa cái gì mà không ai thiếu cái gì, nhưng mà tất cả là san sẻ cho nhau. Đấy là một lần chứng rất cụ thể về niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh. Mà không chỉ ngưng ở trong đời sống cộng đoàn thôi, mà các ngài muốn mở ra để lên đường loan báo tin mừng của Chúa Kitô phục sinh cho mọi người. Cho nên 55 năm hiện diện là 55 năm cố gắng để thực thi sứ vụ loan báo tin mừng ở nhiều nơi, mà cụ thể là ở đây mỗi một ngày một phát triển hơn. Mà hôm nay các ngài lại còn muốn xây cái nhà mục vụ. Mục vụ là cái gì? Tôi cũng làm cho bất trung tâm phục vụ, nên tôi hỏi anh chị em phục vụ là gì?
Có lần người ta gửi cái thư gì đó bằng tiếng Anh mà phải đem cái công chứng đó. Thế là ngoài công chứng người ta dịch Passport Center là trung tâm chăn nuôi. Thì không biết là trong này chăn cái gì mà nuôi cái gì. Người ta dịch như vậy là nó sát cái biển. Nhưng mà ta không hiểu được cái từ Passport ở trong công giáo chúng ta. Mục vụ đúng là chăn đấy, mà là chăn chiên. Nó gắn với một tử là Giê-xu. Và nói đến một tử Giê-xu thì phải nói đến cái cốt lõi đời sống của Ngài. Đó là yêu thương, chăm sóc đoàn chiên, đến độ hiến dâng mạng sống cho đoàn chiên. Cho nên cái cốt lõi của mục vụ đó là tình yêu. Đó là sự phục vụ, sự hiến dâng. Thế thì tu đoàn này muốn hình thành cái nhà phục vụ để cái công trình yêu thương của Chúa Kitô phục sinh mỗi một ngày được lớn hơn, được phát triển sâu hơn. Cái công trình đó dĩ nhiên là rất tốt và chỉ có thể hoàn thành được nhờ ơn Chúa. Chúa tác động không phải một cách bất bình có ngay lập tức, nhưng mà Chúa tác động trong tâm hồn của anh chị em, trong các vị ân nhân ở đây, để tất cả chúng ta đồng hành với tu đoàn này trong công trình mục vụ, trong công cuộc phục vụ luân vật của mình. Thưa anh chị em, tôi đến đây dâng thánh lễ với các cha tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em hôm nay, tôi muốn chia sẻ một bài tâm tình đức tin, không phải của riêng tôi mà là dựa trên lời Chúa, dựa trên truyền thống của Hội Thánh. Xin Chúa cho niềm tin và Chúa Kitô phục sinh được lớn lên mỗi ngày trong đời của chúng ta, lớn đến độ niềm tin đó tác động tâm hồn và cuộc sống chúng ta, biến đổi chúng ta thành những người môn đệ đích thực của Chúa Kitô phục sinh.